Dạ con dễ bị xúc động. Một cô gái rất là dễ xúc động hả? Dạ. Công việc của em thì là có hay làm đêm không? Dạ có. Đạt ơi. Dạ. Lại cầm cái giấy em chậm nước mắt cho Hương đi. Thử thế nào. Chậm hết nước mắt nha, rồi nói chuyện tiếp nha. Nó là bị lem chỗ nào đó con bôi chỗ đó, con chùi chỗ đó. Con nào nước mắt con chùi, đừng có chùi chỗ khác, bay không son của người ta. Tức là một tháng là mình làm đêm như thế nào? Thường là sẽ có lịch trực thì tuần trực 1 đến 2 buổi. Trực đêm thì hiện tại là khoa em là em sẽ trực 24 giờ, ngày hôm sau được nghỉ. Hương làm ở khoa nào vậy? Dạ con làm khoa nội thần kinh ạ. Khoa đó là cũng nhức đầu lắm á. Nhức đầu chứ. Công việc của... Mời nhà trai. Dạ con chào chú Quyền Linh ạ, chào cô Hồng Vân. Chào con. Chào bạn gái bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Con tên là Phạm Tiến Đạt, năm nay con 27 tuổi. Con đang sinh sống ở huyện Bình Chánh và làm việc ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, công việc của con là kỹ sư điện ạ. Còn con, mình giới thiệu nào. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Dương Thị Thu Hương, 27 tuổi. Nghề nghiệp của con là điều dưỡng, hiện con đang làm việc ở bệnh viện 175 ạ. Rồi nhà gái cho nhà trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, thưa chú Quyền Linh và bạn trai thì điểm mạnh là con có thể trò chuyện và lắng nghe, chia sẻ được với nhiều người, sống giản dị và tình cảm ạ. Con hơi bị nhút nhát và sống hơi cạn nể và... Người điều dưỡng được rất là trân trọng. Những người điều dưỡng đó không có bà con thân thích giữa những bệnh nhân, nhưng họ chăm sóc người bệnh nhân như là người thân như thế. Chính vì thế nên mà chú Quyền Linh đó rất là yêu quý và trân trọng những cái người làm điều dưỡng đó nha. Dạ. Mà thực ra cái người điều dưỡng bên tôi đây là cực kỳ cưng luôn nè, xinh xắn vậy đó hả? Con có mấy mối tình rồi? Nếu mà nói mối tình thì con chưa trải qua mối tình nào. Dạ là con có thích hoặc là cũng có một số người thích nhưng mà con không thích. Dạ. Tức là con chắc cái công việc của con nó cũng chiếm nhiều thời gian quá đúng không? Cũng có thời gian để mà hẹn hò luôn. Dạ, thực sự nhưng... là môi trường bệnh viện nó cũng khá là áp lực ạ. Đây sao là thợ điện. Điểm mạnh điểm yếu mình gì? Dạ vâng, điểm mạnh của con là con không hút thuốc ạ. Con không gia trưởng mà có tinh thần quyết tâm quyết đoán trong công việc cũng như là cuộc sống. Con có một lối sống tình cảm, đặc biệt là tình cảm với gia đình ạ. Ngoài ra con còn thích chơi cầu lông và đi du lịch. Còn điểm yếu của con thì con nấu ăn không được ngon, nhưng mà con biết rửa chén và lau nhà. Trời ơi giỏi vậy, con đi rửa chén lau nhà luôn. Dạ, con hát thì cũng không được hay, đâm ra con cũng không hay hát ạ. Kệ hát đại đi con. Dạ, con chào cô ạ. Ngoài ra con còn hay ngủ trễ nữa. Nhưng mà bên đây con nấu ăn được không con? Dạ con nấu ăn không ngon nhưng mà kiểu con có thể nấu những món cơ bản được. Nhìn á thiệt cái này là ấy nha, nhìn hai đứa có cái nét phu thê khủng khiếp luôn. Cảm ơn cô. Nó nghiêm túc luôn á, ông qua ông coi thử đi. Phu thê hả? Đây. Đâu chưa có người yêu hả? Dạ con chào chú Quyền Linh. Chào con gái điều dưỡng. Sáng dễ thương không? Thấy vợ điều dưỡng đó là phải hy sinh cá nhân của mình, bởi vì á đôi khi vợ mình phải chăm sóc người khác á, chăm sóc suốt ngày suốt đêm luôn á, ít có chăm sóc mình đó, con thấy như sao? Dạ, cái đấy thì con cũng thấy không sao ạ. Vậy thì điều dưỡng là mình chăm sóc cho người bệnh, đấy là một nghề tốt ạ. Đúng rồi, một nghĩa cử cao đẹp đó con. Còn con có mấy mối tình rồi? Con đã từng trải qua một mối tình ạ. Từng trải qua một mối tình rồi. Khoảng 6 tháng cô ạ, cách đây khoảng hơn 1 năm rồi cô ạ. Lý do gì chia tay con? Lý do là bạn đó không cùng với quan điểm tôn giáo với con. Con là theo đạo Công giáo ạ. Con sao? Dạ, theo con thì con không có quan trọng về đạo hoặc tôn giáo nào, mà quan trọng là hai người hợp nhau thì sẽ từ từ chia sẻ những cái vấn đề sau. Nhưng mà con có đạo không? Dạ, con không có đạo. Vậy thì cũng sao, không quan trọng. Học đạo lý đúng sao? Rồi, đúng rồi. Thấy không, không sao. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con muốn một bạn nữ là cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ, thì cũng có một lối sống tình cảm giống như con vậy ạ. Kia là tình cảm đó. Dạ vâng, làm nghề điều dưỡng thì đúng con rồi, chắc là cô có thể khẳng định với con cái mẫu người mà con nghĩ trong đầu á, thì bên đây phải là 99,9%. Rồi con. Con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, con muốn tìm một người thương là có cái tình cảm, có trách nhiệm, hiếu nghĩa, chung thủy và biết chia sẻ, biết quan tâm luôn. Ông là... trai rất hiền nha, rất là dễ thương, có phúc hậu ha. Nói chung á. Mà có thấy phu thê không? Được á. Hỏi gia đình đi. Con đi với ai vậy con? Dạ con đi với bác ruột của con. Xin chào MC Hồng Vân, xin chào MC Quyền Linh, chào cháu trai. Chào cô. Cháu tên là Đạt phải không? Dạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Thế thì cháu Hương thì cháu là một người sống rất là tình cảm, có trách nhiệm, thuộc tiếp người phụ nữ truyền thống. Thế còn về phía cháu trai bên này thì bác thấy là cũng có cái nét là hiền hòa, sống bác cũng có tình cảm. Thế thì bác cũng mong muốn là hai cháu cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn chị. Con đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình con đi với lại dì của con ạ, và hai người em nữa ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn gái cô chơi, chào bên nhà gái ạ, cùng tất cả các vị khán giả. Em xin nhận xét về một chút về bạn gái. Dì thấy là bạn ấy được đấy con ạ. Rất là hiền, với lại những cái mà con đưa ra là dì thấy Bạn rất được, nhìn dễ thương. Còn nói về một chút về Đạt á, Đạt là một người sống rất tình cảm, rất có trách nhiệm với gia đình, kính trên nhường dưới, cũng rất là ngoan. Gọi là chỉ thích đam mê chơi thể thao á, là chơi cầu lông thôi. Thì dì cũng hy vọng là cả hai đều cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu và là tiến xa hơn. Dạ, rồi, cảm ơn dì. Cảm ơn dì. Thôi, mở rào thôi. Mở rào. Rồi, tới luôn Đạt. Chào em. Dạ, chào chương trình anh có quà tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Dạ. Ủa sao con lại tặng con heo vậy Đạt? Dạ con thấy con heo này dễ thương. Vậy hả? Dạ. À, đến chương trình thì em cũng có món quà tặng anh à. Dạ anh có thể mở nó nè. Dạ. Là một quyển sách. Dạ. À, đây là cuốn sách mà em rất là thích, có tựa đề là Chiến binh cầu vòng, kể về 10 bạn trẻ ở một ngôi trường nhỏ bé ở trên đất nước Indonesia đã cùng đấu tranh bảo vệ ngôi trường của mình và đấu tranh cho cái quyền học tập. Thì đây đối với em là một cuốn sách truyền cảm hứng và có nhiều nghị lực, thì hy vọng anh sẽ thích nó. Ok dạ. Em, anh cảm ơn, anh sẽ đọc và trân trọng cuốn sách này. Dạ. Sao Đạt con thấy sao? Ngay từ khi gặp em thì anh đã thấy nụ cười em rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Trong cái suy nghĩ của con là bao nhiêu phần trăm? À là cũng 99% rồi cô ạ. Đó, đúng dạ. Rồi. Đúng là một tướng phu thê. Về quan điểm tình yêu của anh là biết chung thủy và không lừa dối, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ, đặc biệt quan trọng nhất là cùng nhau mà chịu được những cái khuyết điểm của nhau ấy. Thì theo em thì như thế nào? Dạ thì em cũng hy vọng là công việc của em nó khá vất vả thì anh có thể chia sẻ được. Gặp anh ngày hôm nay thì em thấy rất là vui, do là kiểu em cũng hay bị xúc động, bị dời á, nên là em thấy là cảm ơn anh vì đã tới ngày hôm nay. Hương thấy Đạt thế nào mà cảm động thế? Dạ con dễ bị xúc động. Một cô gái rất là dễ xúc động ha. Dạ. Như công việc của em thì là có hay làm đêm không? Dạ có. Đạt ơi. Dạ. Lại anh cầm cái giấy anh chậm nước mắt cho Hương đi. Thử thế nào. Chậm hết nước mắt nha, rồi nói chuyện tiếp nha. Chỗ nào bị lem chỗ nào đó, con bôi chỗ đó, con chùi chỗ đó. Con nào nước mắt hẳn chùi, đừng có chùi chỗ khác, bay phấn son của người ta. Tức là một tháng là mình làm đêm như thế nào? Thường là sẽ có lịch trực thì tuần trực 1 đến 2 buổi. Trực đêm thì hiện tại là khoa em là em sẽ trực 24 giờ, ngày hôm sau được nghỉ. Hương làm ở khoa nào vậy? Dạ con làm khoa nội thần kinh ạ. Khoa đó là cũng nhức đầu lắm á. Nhức đầu chứ. Công việc của anh là kỹ sư điện này, thì anh làm trong văn phòng thôi. Anh chỉ làm giờ hành chính, làm đến 4h30 chiều là anh nghỉ rồi. Thì thường thường trước anh chưa có người yêu thì anh mỗi lần làm xong thì anh hay đi chơi cầu lông, là chơi đến khoảng 6h30 7h là anh về nhà. Hồi nãy anh cũng có chia sẻ là điểm yếu của anh là hay ngủ trễ, tại vì cái công việc của anh là mình cần cái sự mà tập trung cao độ nhất này. Cái thời gian mà tối trễ 11, 12 giờ, cái lúc đấy nó yên tĩnh thì nó phù hợp hơn với cái sự tập trung vào công việc của anh. Còn về cái công việc của em thì một tuần 2 đến 3 buổi làm đêm, thì còn những cái ngày kia thì cũng làm giờ hành chính rồi đúng không? Dạ đúng ạ. Thì mình cái này thì mình có thể hẹn hò được. Dạ đúng rồi, bên em là không có lễ Tết là mình cứ trực. Đạt hỏi nhà em có điện chỗ nào hư không? Về phần điện đóm thì là đối với anh thì là chuyện nhỏ rồi, cái gì anh cũng thể làm được trong ngành điện. Và bây giờ Đạt tiến tới, hai tay nắm với tay Hương ha, rồi nói những cảm xúc của mình, mong muốn điều gì. Hương đang rất là xúc động đó Đạt, nắm hai tay luôn. Nhìn mặn thẳng vào mắt Hương đi nào. Đến với chương trình này thì anh cũng chuẩn bị một câu thơ nào đó để tặng cho em. Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ, một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu, sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ, em là ai hỡi bóng dáng yêu kiều. Em à, đến với chương trình này thì anh là một người đàn ông chân thành. Anh sẽ cố gắng hết sức để cho em có được một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Đến với chương trình này anh cũng mong rằng hai chúng ta cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau, và mong rằng hai bên gia đình cũng ủng hộ cái tình yêu của chúng ta, và mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ có một cái kết đẹp em nhé. Thế rồi, em cảm ơn ạ. Detox không khí từ trong ra ngoài. Bây giờ hai trẻ để tay vào nút bấm đi. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Hết thời gian. Như vậy họ đã kiểm tra lại con tim của mình rồi. Thật sự họ đã có một chút rung động và họ đã bấm nút. Chúc mừng hai đứa nha. Nữa cái hôm đầu tiên. Xin phép bác. Dạ, giờ con xin phép bác cho con hôn lên má em Hương để thể hiện tình cảm của con dành cho em Hương bây giờ cũng như là mãi sau này ạ. Trời ơi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa K.R. Vanessa K.R. là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK 30FL VN, hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình.